quyền lực báo chí Việt Nam nâng được VinFast lên mây và đè bẹp được cả xe Đức. Nhiều năm liền, nước Đức được xếp đầu thế giới với chỉ số thương hiệu quốc gia. Vào năm 2023 là năm đầu tiên, Nhật Bản vượt lên đứng thứ nhất. Sự khác biệt giữa những quốc gia đứng đầu không nhiều. Hàng hóa Đức đều là thương hiệu lớn của thế giới. Nó đảm bảo rằng những sản phẩm do các nhà sản xuất của Đức làm ra là hàng chất lượng cao, trong đó ngành ô tô là một phần làm nên thương hiệu quốc gia của đất nước này qua tờ báo việt nam có lẽ xe đức sẽ nằm bẹp dưới chân của vinfast là những kiểu tuyên truyền mà tuyên giáo tung ra nói về sự nổi tiếng của ô tô đức thì không phải bàn cãi ở đâu cũng có thể có biểu tượng của chất lượng ở việt nam ai sở hữu được ô tô đức thì được xem là người có đẳng cấp đáng mơ trong xã hội Trước đây, những hãng xe Nhật Bản thường sản xuất ô tô ở phân khúc thấp hơn xe Đức như Toyota, Honda, Nissan. Tuy nhiên, các hãng xe Nhật vẫn lấy đẳng cấp của xe Đức làm tiêu chuẩn phấn đấu và vì thế, Nhật Bản đã cho ra đời những xe như Lexus, Acura hoặc là những xe cao cấp khác. Để cạnh tranh với xe Đức, đấy là cả một quá trình xây dựng chiến lược lâu dài với những bước đi vững chắc chứ không phải ngày một, ngày hai mà có được. Ngày nay ai cũng biết xe Lexus là đứa con của Toyota ra đời để cạnh tranh với xe Đức Hay Acura là đứa con của Honda Và những xe khác là của Nissan Mỗi thương hiệu xe sang của Nhật Bản có chiến lược khác nhau Nhưng tự chung đều thành công và trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với xe Đức Những hãng xe Nhật Bản khai sinh ra những thương hiệu xe sang Không bằng ngòi bút của những tờ báo nô bọc như VinFast ở Việt Nam Mà bằng chất lượng tuyệt hảo chiến lược bài bản rất có tầm nhìn của các nhà sản xuất ô tô ở những nước này. Kết quả hết xe Vinfast thua xe Đức cả về tầm hoạt động lẫn hiệu suất. vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 tờ báo tuổi trẻ có bài viết xe Đức cũng chào thua Vinfast VF8 về, về hiệu quả và tầm hoạt động. không hiểu Vinfast VF8 có phạm nhật vượng hơn xe Đức về tầm hoạt động chỗ nào khi mấy kết quả chạy thử nghiệm cho một lần sạc đầy là 307 km so với 338 km như nhà sản xuất thông báo. Thực tế, giá trị ghi nhận khi test thấp hơn giá trị thông báo 10%, trong khi đó một chiếc xe Mercedes EQE 350 của Đức test chạy được 404 km thấp hơn thông báo của nhà sản xuất 3%. Như vậy chiếc xe Mercedes điện test lần này hơn VinFast VF8 của ông Vượng cả tầm hoạt động lẫn hiệu suất, ấy là chưa nói đến độ tin cậy, độ bền thì xe Đức là một quả núi khó có thương hiệu nào vượt qua. Vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam có bài viết Người Mỹ nóng lòng chờ đợi xe VinFast VF3 giá dự kiến dưới 300 triệu đồng. Xe hạng A với kích thước nhỏ gọn có giá khoảng 10.000 đô la không phải là xe rẻ ở Mỹ. Đó là giá trung bình cho loại xe này. Có nhận xét cho rằng người Mỹ không thích dùng xe hạng A, người Mỹ thích dùng xe cơ bắp to lớn chứ không chuộng xe hạng A nhỏ gọn như các nước khác. Không rõ bài viết của tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam không nắm được thị hiếu của người Mỹ nên viết bừa hay cố ý để mà tung hồ. Phải nói rằng người viết bài này rất cầu thả khi tìm hiểu thông tin về thị trường, đặc biệt là thị hiếu của nước Mỹ. Người Mỹ thì thích xe to lớn, cơ bắp, họ không thích xe hạng nhỏ A gọn như VF3. Vingroup sinh ra và lớn lên trong cái nôi của Cộng sản hiện nay họ dùng cách y hệt như cộng sản đó là cho báo chí nô bọc thổi lên tận mây xanh nhưng dù đó được báo chí đưa lên để mà đè bẹp xe đức lừng danh thế giới thì vinfast vẫn là vinfast không thể là đối thủ của những hãng xe lâu đời của đức được muốn lớn mạnh là phải làm phải có chiến lược đúng và có tầm nhìn xa như các nhà sản xuất ô tô nhật bản điều đáng nói là những hãng xe sản xuất ô tô nhật thành công với thương hiệu dành cho thị phần ô tô hạng sang ấy chưa bao giờ tự nâng mình lên và hạ đối thủ xuống bồn bằng báo chí. Họ rất tôn trọng đối thủ, để cạnh tranh họ không ngừng học hỏi chính đối thủ của mình. Có như thế thì nước Nhật mới có được thương hiệu quốc gia cạnh tranh ngang ngửa với xe lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo chấm ngày hôm nay với bản tin Quyền lực báo chí Việt nâng được VinFast lên mây và đè bẹp được xẻ lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Âm mưu thao túng dưới vỏ bọc tự do tôn giáo, đòn hiểm của đảng đánh vào dân tộc. Biến cố Đông Âu bắt đầu vào năm 1989 khi anh cả Liên Xô sụp đổ kéo theo thế dựa lưng của Đảng Cộng sản Việt Nam chống toạc. Đảng Cộng sản Việt Nam không tự tin để đứng một mình nên phải tìm người đỡ đầu mới, không ai khác, đó chính là anh hai Trung Quốc. Ở thời điểm Đông Âu sụp đổ Trung Quốc thì Việt Nam vẫn còn thù địch, chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn âm ỉ đến tận năm 1989. Với các mặt trận như Lão Sơn, Vị Xuyên, việc xuống nước nhận giặc làm cha buộc đảng của Việt Nam phải nhượng bộ từ đó mới có hội nghị thành đô vào năm 1990 đưa Việt Nam phụ thuộc hơn vào Trung Quốc để mà cứu lấy đảng. Đảng Cộng sản thành công khi bắt Phật giáo, thần thánh hóa, thứ chủ nghĩa, hoàng tưởng mà mang về. Nguồn tin riêng cho biết ngoài những ký kết bất lợi cho đất nước thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng hướng dẫn cho Đảng Cộng sản Việt Nam cách giữ vững đảng trước sự thất bại hoàn toàn của Liên Xô và khối Đông Âu. Trung Quốc bày rằng các ông cần dựng lên tư tưởng Hồ Chí Minh bằng cách góp nhật những phát biểu của Hồ Chí Minh rồi cho tuyên giáo thổi lên thành tư tưởng để thay thế cho lý luận chủ nghĩa xã hội đã bị mất niềm tin và người dân cả nước chẳng ai còn thiết nữa. Đó là lý do cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh đã ra đời như vậy. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang bám vào hai cái neo để mà giữ chế độ. Thứ nhất là sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ nhì là tư tưởng hồ chí minh cho nên dù việt nam có nâng cấp quan hệ với mỹ thế nào thì cũng phải khai báo với bắc kinh và luôn đặt bắc kinh lên đầu bởi dù trung quốc có cấp đất nước cướp nước của ta nhưng trung quốc vẫn là nhà quân sự đại tài cho đảng có chỗ dựa hy sinh quyền lợi quốc gia để bảo vệ quyền lợi của đảng luôn là ưu tiên số một của họ trước đây đảng cộng sản cho đàn áp công khai các tôn giáo sau khi chính quyền vào tay đảng ở miền Bắc vào năm 1954 và miền Nam vào năm 1975, họ đã cướp đoạt đất thánh, đất thờ, tu viện, chùa chiền vân vân. Đến nay đã có một số khu đất tài sản được trả lại, nhưng số lượng không nhiều. Kể từ khi kết nối với Trung Quốc sau hội nghị thành đô, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi chiến thuật. Họ không còn công khai đàn áp tôn giáo như trước nữa, bởi làm như thế thì sẽ bị quốc tế liên án và cô lập đảng đổi chiến thuật sang đàn áp kín, đồng thời tìm cách thao túng tôn giáo, bắt tôn giáo phục vụ cho đảng. Giáo hội Phật giáo phục vụ đảng, chùa kinh doanh mê tín và phục vụ các quan chức vào túi tiền. Sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đàn áp, thay vào đó họ lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là tổ chức tôn giáo được Đảng Cộng sản thừa nhận và đây là một loại cánh tay nối dài của Đảng mà thôi rất nhiều ông sư trong giáo hội này có thẻ đảng khiến cho tôn giáo bị méo mó biến tướng thành mê tín dị đoan nặng nề chính vì vậy xảy ra các vụ liên tiếp trong cả nước thông qua giáo hội phật giáo việt nam đảng cộng sản đã đưa ông hồ chí minh vào chùa đứng chung với đức phật họ đưa cái gọi là chủ nghĩa xã hội vào trong nhà phật với khẩu hiệu đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa còn đối với Công giáo, việc thao túng là rất khó khăn, vì Công giáo chỉ có một giáo hội duy nhất ở Vatican. Cho nên họ làm cách khác, họ đào tạo người của cộng sản rồi gài vào hàng ngũ tu sĩ của giáo hội Công giáo. Vũ linh mục Hồ Hữu Hòa từng là tội phạm trong vụ án Vũ Nhôm, làm một nghi vấn về người của Đảng cấy vào hàng ngũ của tu sĩ Công giáo ở Việt Nam. Thầy Phong Thủy của Vũ Nhôm Hồ Hữu Hòa trở thành linh mục là câu hỏi lớn về bàn tay ma quái mà Đảng đã dựng nền. Vụ hối hòa chỉ là phần nổi của Tảng Băng, bởi ông hối hòa từng dính đến án nên dễ bị lộ. Tuy nhiên, còn bao nhiêu người không dính án khác mà Đảng đã cài vào giáo hội Công giáo thì không thể biết được. Cho virus của Đảng Cộng sản ăn vào tấm thân của Đạo Công giáo là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện. Nó khiến cho Công giáo cũng phục tùng Đảng và Đảng có cớ để khoe với thế giới rằng Việt Nam có tự do tôn giáo. Để tôn giáo phát triển đúng với giá trị thật thì xã hội mới thái bình, còn tôn giáo bị biến tướng thì xã hội sẽ loạn, bởi nạn mê tín dị đoan tràn lan. Khi đó dân tộc như bị nhiễm bệnh mà mất đi dân khí, chỉ có đảng là được hưởng lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Âm mưu thao túng dưới vỏ bọc tự do tôn giáo, đòn hiểm đảng đánh vào dân tộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de